bạn ấy nói một câu rằng bọn anh ăn no rồi thì bây giờ còn ngại cái gì nữa. Chứ cả nhà là chả có thằng nào ăn no ở đây cả. Nói thật mấy cái bạn, em nói thẳng với các bạn đấy, chả có ông nào mà gọi là ăn no đây. Mua cái chậu ướt mi này với giá là 500 triệu, 455 triệu của anh Gò Dầu. Nó không lên, nó vẫn làm như thế này, và bây giờ nó mới lên được một tí mầm gốc cái này. Chả nhẽ em đi bắt đèn anh Gò Dầu à? Không bắt đèn. Đi ra đường nhìn thấy nhiều anh nhiều chị, người ta có cái xe siêu xe người ta đi, người ta có xe đẹp người ta đi, nhìn thấy người ta tưởng là sướng, nhưng mà thật sự ra có khi đằng sau người ta phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí người ta phải đổ máu rất nhiều thì người ta mới có những cái thành quả. Mọi câu chuyện thì cũng sẽ phải dừng lại, và tất nhiên gì ngẫu là cuộc chơi sẽ phải đào thải. Em thì em chỉ ở nhà chăm cây thôi đấy, cứ lên mầm gốc như thế này rồi làm ki cho nó tốt thì rẻ bằng mấy thì chúng ta đâu có sợ, cứ đi hơn thua làm gì, đúng không ạ? Thật ra thì đến thời điểm này thì nhiều anh em là cũng đang bị chùn chân. Nhưng mà nhiều anh em đang nắm được thời cơ thì anh em cũng đang đi gom cây ngầm rất là nhiều. Và kể cả như Phú Thọ, em thì vừa rồi em cũng mua được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 2-3 nghìn chậu Phú Thọ, và cũng một vài nghìn chậu Hắc Ô để chuẩn bị cho mùa tới. Bởi vì nếu mà không dứt khoát thì mỗi một lần giá lên thì mình lại cứ tiếp. Cuộc chơi này là cuộc chơi cho dù có chết thì cũng không bao giờ hối hận. Bởi vì là mình đã hiểu về thị trường, mình đã hiểu về cuộc chơi, mình đã nắm bắt được những cái cơ hội mà đúng ra là mình phải nắm bắt trước rồi. Nhưng mà mình đã bỏ nhịp rồi thì không có cớ gì mình lại không đi theo nó cả. Đấy. Thế nên là Phú Thọ giờ sao rồi, hoang mang quá. Kệ thôi, ai hoang mang thì hoang mang thôi. Bản thân em thì em không có hoang mang. Ở nhà thiếu gì Phú Thọ đâu mà em vẫn đi nhập. Và thiếu gì HO đâu vẫn đi nhập. Có rất nhiều anh em rất là vô lý như thế này này. Mua một cái ki có 5-6 triệu, nuôi một năm nó lên được 20-30 ki. Bán rẻ bằng như nào nhưng nó cũng chả lỗ được, nó vẫn lãi rất là nhiều. Nhưng mà cứ đòi bán một cái giá mà giá cao cơ. Thị trường thì có lên có xuống, cái gì chả vậy đúng không ạ? Cái gì nó chả có lên có xuống. Thế cho nên là bản thân em cũng vậy. Đây là ví dụ như em mua chậu hồng xòe trước. Mua một chậu hồng xòe là 1.2 tỷ, mà về nó thối gốc mất một cái. Thì bây giờ nó lên được một cái, tôi bây giờ cứ phải làm ki bán dần thôi, đúng không ạ? Nó không nhanh được thì nó chậm. Bản chất ra thì bây giờ như thế này, mỗi một tháng chỉ cần bán được 5 cái ki HO thôi. Mỗi ki được khoảng tầm 5 triệu rồi, 55 là 25 rồi. Em xin lỗi cả nhà chứ, bằng rất nhiều người ở ngoài kia đi lao động cật lực mà cũng không kiếm được cái con số đó bằng lương giám đốc, tổng giám đốc kìa. Thế cho nên là em thì em cũng kinh doanh nhiều nghề rồi. Thế bản thân là quay về được cái cây lan này, thấy nó cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng là cũng còn chênh vênh lắm, nhưng mà cảm nhận được rằng là nó đơn giản hơn. Kể cả như sau này một vườn như thế này, sang năm nhân giống ra em bán 1 triệu một ki thôi, thì em nghĩ rằng nó cũng hơn rất là nhiều nghề khác. Nên là chúng ta có đến đâu thì chúng ta đầu tư đến đó. Chúng ta không nhìn thấy cái lợi nhuận mà chúng ta cứ phải chạy theo quá, để rồi là chúng ta gì ạ? Để rồi là chúng ta phải đánh đổi những cái gì nó lớn quá. Đấy. Người ta bảo rồi ạ. Đây này, ví dụ chậu bạch tuyết này trước em mua 2.5 tỷ, mà về nó thối mất 2 cái mầm gốc. Bây giờ nó còn có mỗi một cái thân này và một cái thân già này, và bây giờ nó đang lên ki. Thì mình cũng phải chấp nhận mình nuôi lại thôi. Mình chấp nhận mình bỏ tiền ra. Thì mình phải suy nghĩ, mình phải tính toán. Và mình cũng chấp nhận với cái quyết định của mình, chứ mình chả trách ai được cả.
Bởi vì làm khi mình được ăn thì mình có cho ai đâu, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như em nói với cả nhà, em mua cái chậu ngọc sơn cước của anh Xuân giá 5 tỷ 1, mà em về em bán được cả 20 tỷ. Đấy, mà em vẫn còn từng đây, vẫn còn được từng đây. Đây là một chậu đấy. Thì ví dụ như là cái chậu này mà em mua không, ví dụ cái chậu này mà nó có lỗ đi chăng nữa thì em không thể trách anh Xuân được, đúng không ạ? Nhưng mà nó lãi thì mình vẫn phải là cảm ơn, vẫn phải là mình phải nhìn nhận được rằng là được ăn thua chịu thôi, biết làm thế nào được, đúng không ạ? Thị trường nó có lên có xuống, nó dần dần thì nó mới khởi sắc được. Chứ bây giờ một người thì làm sao mà che được hết bầu trời. Chúng ta cùng nhau giữ lấy thị trường, cùng nhau mà giữ lấy cái đam mê. Có tiền đến đâu thì đầu tư đến đó, không có tiền mua cây to thì mua cây nhỏ. Đấy. Đúng rồi ạ, cái chậu Bảo Duy đó, cái chậu Bảo Duy đó mua cái lúc mà 3 tỷ 9, ai nhìn vào cũng không dám mua, nhưng mà em lại dám mua. Thì vừa rồi em bán có, bán lại có 50% mà đã được 6 tỷ rồi. Hay là ví dụ chậu Bảo Duy này, em vẫn chưa bán một tí nào cả. Hồi mua chậu này là 5 tỷ rưỡi mà bây giờ nó phải là 60 sen rồi. 60 sen mà bây giờ mà chậu này em bán kiểu gì cũng trả lỗ, kiểu gì cũng trả lỗ. Nhưng mà mình muốn giữ lại, mà giữ lại nếu mà chẳng may mà nó có như nào chăng nữa thì mình cũng chả cho ăn trách được ai cả. Và tất nhiên rằng trong cuộc sống này ai cũng muốn mang được nhiều tiền về gia đình nhà mình. Ai cũng muốn là có tiền để làm những cái việc cho gia đình mình, cho xã hội, cho bản thân mình. Nhưng mà nhiều lúc những cái quyết định của mình ở trên cuộc đời này nó sai thì mình cũng phải chấp nhận, đúng không ạ? Đơn giản thôi, em ví dụ đơn giản như thế này. Đâu để em cho cả nhà xem một cái, đâu nhỉ? Đây, ướt mi, ướt mi. Đấy, ngày trước em mua cái chậu ướt mi này với giá là 500 triệu, 455 triệu của anh Gò Dầu. Mà về đến nay thưa cả nhà là đến 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Nó không lên. Nó vẫn nằm như thế này và bây giờ nó mới lên được một tí mầm gốc cái này. Chả nhẽ em đi bắt đền anh Gò Dầu à? Không bắt đền được. Bởi vì là mình chấp nhận mình mua là mua bi. Đấy. Mua bi về mình chăm mà. Nó không lên thì mình phải chịu thôi, chết thì mình cũng phải chịu, biết nào mà nào được. Ví dụ bây giờ nghe người ta nói đất ở Hóc Môn hay đất ở Củ Chi hay đất ở Hà Nội, đất ở Long Biên hay đất ở Hải Dương chuẩn bị nó lên giá gấp 10 lần. Thế là mình nghe mong manh như vậy là mình nhảy vào mình đầu tư, đúng không ạ? Nó không lên giá thì mình vẫn phải chịu thôi, đòi được ai đâu, đòi được chủ nhà. Thế cho nên là với cuộc chơi nào cũng vậy, với bất cứ một môn kinh doanh nào cũng vậy, chúng ta phải giữ được lập trường. Và chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải có sự tìm hiểu, chúng ta cũng còn phải có những cái thời gian lao động từ tìm kiếm khách hàng, từ làm sao để mà chia sẻ với khách hàng. Và mình cũng là những người thân thiết với khách hàng. Phú Thọ em vẫn đang ươm, chứ nhiều anh em thì em thấy là được ăn thì gọi anh là Phật, còn không được ăn thì gọi anh là chó. Thưa cả nhà, thì nói chung là nhiều anh em đó cũng phải xem lại, xem lại. Xin lỗi cả nhà có cái câu nào nó không phải, nhưng mà bản chất ra thì chúng ta đầu tư ra thì chúng ta phải đầu tiên là phải có kỹ thuật. Em vẫn nói với cả nhà như vậy,
Cái thứ hai nữa, chúng ta phải chuẩn giống và làm sao mà chúng ta phải tạo dựng được mối quan hệ của mình với khách hàng, với đồng nghiệp. Đặc biệt là chúng ta phải chịu khó đi. Em thấy một vài anh em thời gian có thể mà em lọ mọ, có thể đến 1-2 giờ đêm để nói chuyện với những khách hàng của mình, thì thời gian đó anh em dành cho những việc ví dụ như đi nhậu, ví dụ như là ngồi xem TikTok, hay là ví dụ như là ngồi đi bình luận những cái gì nó không liên quan đến mình, hoặc là soi mói việc người khác. Xong đến lúc anh em người ta bán được hàng, mình lại không bán được, thì mình lại kêu là mình không bán được. Bản thân em, thưa cả nhà, nếu cả nhà theo dõi em thì cả nhà biết rồi, bước chân vào Lan em có cái gì đâu, cắm được con xe, cắm được 2 con ô tô đấy, và tiền mặt được có 200 triệu. Thì em vẫn phải cố gắng, em vẫn phải cố gắng. Đúng ra người bình thường ấy, người ta có tiền ấy, người ta làm 1 thì em phải làm 10. Người ta được ngủ từ 9 giờ thì em phải 1-2 giờ đêm em mới được ngủ. Và 5-6 giờ sáng có khi em đã phải dậy rồi. Đấy là cái thời điểm mà nó sốt. Còn giờ này thì có khi đến 11-12 giờ em mới dậy. Nên là chấp nhận khổ một năm đi. Chấp nhận khổ đi, chấp nhận cố gắng đi, chấp nhận quên đi, chấp nhận đánh đổi đi, thì chúng ta mới có thành quả được. Chứ bây giờ mà cứ cái gì cũng muốn mà không muốn làm, không muốn học hỏi, không muốn giao lưu, thì thưa cả nhà là rất là khó, đúng không ạ? Ngủ muộn thế mà vẫn gầy. Thì nó có béo ở đâu, như cô giáo Tạ Quyên ấy, hôm nào cũng chả thấy chả online đến 2-3 giờ sáng. Xin chào 197 người đang xem. Nên là chúng ta phải cố gắng. Xin chào Ngọc Hà em nhá. Và đặc biệt là chúng ta còn phải đánh đổi nữa cơ. Nói thật với cả nhà, như bây giờ mà bản thân em mà hay là bị chơi lan mà đã có vườn rồi, đã đầu tư nhiều rồi, bây giờ mà ví dụ bản thân em thì em bán rẻ đi chăng nữa thì bây giờ em cũng được một số tiền khá là lớn so với bản thân em. Nhưng mà như vậy để làm gì ạ? Chả giải quyết được vấn đề gì cả. Chả giải quyết được vấn đề gì. Có rất nhiều anh em thì luôn nói một cái câu là mấy cái ông nhà vườn lớn, rồi là có bạn ở nhắn tin cho em, bạn bảo này cơ, nói chuyện bảo anh ơi thị trường bây giờ như thế nào rồi. Thì em có tư vấn là cứ bình thường thôi em ạ. Bạn ấy nói một câu rằng bọn anh ăn no rồi thì bây giờ còn ngại cái gì nữa. Chứ cả nhà là chả có thằng nào ăn no ở đây cả. Nói thật với các bạn, em nói thẳng với các bạn đấy, chả có ông nào mà gọi là ăn no ở đây cả. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì chả có thằng nào, ví dụ như một quốc gia mà đang có vàng mà không đào vàng nhưng mà bán cho nước khác. Tiền thì biết bao nhiêu cho nó đủ. Đầu tiên là cái đam mê. Rồi cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là về kinh tế gia đình. Nên ông nào mà có tim thì ông đấy làm giàu được thôi. Còn ông nào mà nhát gan thì thôi cứ thế thôi. Đúng không ạ? Nhiều lúc đi ra đường nhìn thấy nhiều anh, nhiều chị, người ta có cái xe siêu xe người ta đi, người ta có xe đẹp người ta đi. Nhìn thấy người ta tưởng là sướng, nhưng mà thật sự ra có khi đằng sau người ta phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí người ta phải đổ máu rất nhiều thì người ta mới có những cái thành quả như vậy. Chứ đâu phải tự nhiên cái gì ở trên đời này cũng có đâu. Nên bản chất là trong cuộc đời này cũng không ai cho ai được tiền cả. Và cho nhau được cái cơ hội, cho nhau được cái cơ hội, cho nhau được cái đường đi. Và chúng ta có đi được hay không, chúng ta có trải qua được sóng gió hay không, thì đó là ở mình, đúng không ạ? Chứ chả ở ai cả. Chả ở ai cả. Nên là chả trách được ai ở trên cái cuộc đời này cả. Nên mình cứ làm sao mà cho nó đúng, cho nó trọn vẹn. Kỹ thuật thì ở trong tay. Đấy. Cây giống thì chuẩn. Nói chung là làm gì mà chả được, đúng không cả nhà?
Đấy, nó lại bị rồi đấy. Xin chào Minh Hoàng. Sao lại có thấy mỗi Lê Huy rồi? Em chào 198 người đang xem. Đấy, thế là cho nên là em cũng chỉ dám nói như vậy thôi. Nói nhiều quá thì mọi người ghét. Đấy, nói nhiều quá thì mọi người ghét. Có nhiều anh em trước đây, trong cái thời điểm sốt ấy, nhắn tin cho em nhiều lắm. Và nhưng các cái thời điểm mà cây nó chìm này ấy, cái bạn ấy gửi cây ở đây ấy, ít khi nhắn tin nữa. Thậm chí là bình luận còn không thấy nữa cơ. Bình luận còn không thấy nữa. Thi thoảng anh ấy chụp cho em cây hết phim. Nhưng thưa mọi người là ngày trước là nhắn tin suốt ngày, bình luận suốt ngày, nhưng bây giờ không thấy nữa. Đấy. Nhưng bản thân em thì khác. Em biết em toàn tâm toàn ý với cuộc chơi này, đúng không ạ? Tham gia cuộc chơi kinh tế mà dựa vào người khác thì xác định ngay từ đầu. Đúng rồi, không dựa vào ai được cả, dựa vào chính mình thôi. Dựa vào chính mình thôi. Bản thân ai cũng vậy mà. Chúng ta phải dựa vào chính bản thân của mình. Làm kinh tế mà, đồng tiền mà, nó là mồ hôi công sức của chúng ta. Và chúng ta có làm được hay không? Chưa bạn ơi, chưa xong ạ. Chắc là khoảng tầm 2 tháng nữa thì mới xong được vườn mới. Vườn mới thì nó rơi vào 600 mét vuông vườn và hơn 400 mét vuông ở ngoài là khu vui chơi, khu nhà ở và khu tiếp khách để mời cả nhà chúng ta đến tham quan, đến chơi với em. Ở đây nó hơi chật, nhiều anh em đến là cũng hơi ngại và nhìn nó hơi tình toàn một chút. Nhưng mà lên kia là sẽ là rộng rồi, nhưng mà chắc chắn là lên trên kia là cây sẽ rất là thưa. Bởi vì là vườn rộng. Nhưng mà làm là làm sớm để nhân giống, làm một lần thôi, không làm chắc vá nữa. Từ lúc đầu đến giờ làm đến vườn đó là vườn thứ 3 rồi. Nên bây giờ thà rằng làm cho nó một phát cho nó rộng luôn. Đấy. Bởi mình xác định là cuộc chơi này là mình chơi lâu dài mà. Sau này kể cả như là để gì ạ? Để cái chỗ vui chơi, rồi là chúng ta có thể làm quán cà phê hoa lan cũng được, đúng không ạ? Hay chúng ta có thể làm cái gì cũng được. Chứ đã làm gì mà chúng ta. Bởi vì em thấy ví dụ như là một cái chị ở bên Đài Loan, chị rất là hay nói chuyện với em. Chị ở bên đấy người ta chơi bao nhiêu năm nay rồi, kể cả như bên đấy hàng cấy mua cấy ghép người ta đang ao ước được một tí giống đột biến, mà nhưng bên đấy nó khó chăm sóc rồi, nó như nọ như kia. Ở Việt Nam hay vui quá rồi là hoa sai quá người ta rất là thích. Xin chào Đỗ Thế Chiên. Xin chào 199 người đang xem. Mỗi người cho em một cái chấm đi, mỗi người cho em một cái chia sẻ đi ạ. Mỗi người cho em một cái chia sẻ lên các hội nhóm để chúng ta được gần nhau hơn, để có đông anh em nói chuyện hơn. Như vậy là vui rồi ạ. Em chào 200 người đang xem, xin chào chị Lê Như Mai. Đấy, cả nhà cứ xem mà xem ạ. Trong cuộc sống mà nhiều lúc những cái gì mà chúng ta muốn thì chưa chắc chúng ta đã đạt được. Có nhiều anh em nhắn tin cho em muốn mua bạch tuyết, nhưng mà lại bảo rằng không có tiền, chỉ có khoảng tầm tương này thôi, thì cố gắng bán cho một cái bạch tuyết. Thì thật sự ra là không khác gì đánh đố em cả. Bởi vì là như nào ạ? Bởi vì khác gì mình muốn mua một cái SH mà mình chỉ có đủ tiền mua một con quay, đúng không ạ? Nói chuyện về Dương Quá và cô Long đi. Ngày mấy ngày hôm nay thì mọi người thấy là Đỗ Thế Chiên, idol Đỗ Thế Chiên đang tích cực
là trong cái thời điểm này bạn ấy đang tạo lên cái thương hiệu của riêng mình. Bạn ấy livestream rất là nhiều và bạn ấy xây dựng fanpage. Đấy, thời gian của cái thời gian rảnh thì chúng ta cần làm những cái như vậy. Bởi vì là thời gian rảnh mà chúng ta không đi giao lưu, chúng ta không đi tìm hiểu, chúng ta không đi tạo dựng cái thương hiệu của mình, thì đến lúc sốt thì ai biết mình ở đâu mà mua, đúng không ạ? Thế thời gian này thì chúng ta đi tạo dựng thương hiệu của mình đi. Chúng ta cứ đi xem những cái nó không đâu vào mới đâu làm cái gì, đúng không ạ? Tự bản thân mình tạo lên thị trường của riêng mình, làm sao bão hòa được mối quan hệ của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Có điều chắc chắn sẽ không bao giờ ổn định thôi. Lên xuống phụ thuộc vào nguồn tiền kinh tế nữa. Anh em cố gắng đi chậm, đầu tư đúng khả năng, đừng để áp lực kinh tế ngay từ lúc đầu. Chính xác chị Sang Huỳnh ạ. Đó là những cái gì mà hàng ngày không phải riêng em và rất nhiều anh em đi trước, và bản thân em cũng được những anh em đi trước. Ví dụ thời điểm này mà áp lực về đồng tiền thì chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lụy khác nhau. Ví dụ như chúng ta phải đi vay, đi mượn, đi vay lãi, hay là chúng ta có thể là phải bán tháo đi những cái cây mà mình đang tâm đắc để mình chi trả cho những cái việc mình vay ở bên ngoài, để mình đầu tư quá sức của mình, thì nó sẽ gây ra một cái áp lực cực kỳ lớn cho bản thân. Đấy. Và chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ tiêu cực. Từ những cái suy nghĩ tiêu cực đó, chúng ta góp một phần nhỏ. Đấy. Chính bản thân chúng ta góp một phần nhỏ sự đi xuống của cái ngành nan. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là chúng ta không dư giả tài chính, chúng ta phải chạy tiền, chúng ta phải như nọ như kia, thì rất nhiều người người ta nhìn vào, người ta sẽ đánh giá. Đấy, bảo Lan mới Huệ đấy. Đấy, bây giờ phải đi vay đi mượn, rồi là người ta đến nhà người ta đòi lợ đòi hiếc như kia. Thì đúng ạ, là chúng ta đang tự chúng ta dìm thị trường xuống thôi. Còn mọi người cứ bảo là tại sao thị trường dạo này không sốt. Nói thật với cả nhà nhé, em nói thật, bây giờ hỏi 190 người đang xem ở đây, em không biết là mọi người như thế nào, nhưng bản thân em cũng bán được đấy, cũng mua được đấy. Vườn ở vườn không thiếu thì cây, nếu tiền tỷ thì ở trong cây là vài chục tỷ đấy. Nhưng thưa cả nhà, có tiền mà tiêu đâu, đúng không ạ? Vào cây hết rồi, ở ra đồng nào là mua cây đồng đấy. Không phải nói đến bản thân mình mà ở ngoài kia còn rất 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 nhiều người, người ta hiện nay người ta công việc người ta không có. Mọi người có những ai làm cơ quan nhà nước ấy, một số những cơ quan nhà nước thì người ta phải nhìn nhận là như này ạ. Có rất nhiều cơ quan nhà nước, những cái doanh nghiệp tư nhân hiện nay đã cho là gì ạ? Cho... Ui dồi ôi, anh ơi, anh viết dài quá, em không đọc được đâu. Có rất nhiều người ta đang phải nghỉ việc, tiền ăn người ta không đủ. Còn các doanh nghiệp tư nhân hiện nay đang, những doanh nghiệp kinh doanh thì hiện nay đang phải đóng cửa, thì tiền đâu mà thị trường nó sôi động được, thưa cả nhà. Nên chúng ta phải chờ, chúng ta phải đợi, đó là cái chắc chắn. Và nếu muốn bán thì chúng ta bán rẻ đi, quan trọng là cây chúng ta chuẩn giống thôi. Em kể cho cả nhà nghe một cái như này ạ. Có một bạn ấy nhắn tin hỏi mua cây của em đến cả chục lần, không bao giờ bạn ấy mua. Đấy. Thế đến vừa rồi ấy, bạn ấy nhắn tin cho em một cái như này. Anh ơi, thị trường khó khăn quá, dạo này ảm đạm quá. Anh là người có tương tác tốt, anh cố gắng, em còn mấy ký Yên Thủy, mấy ký Minh Châu, mấy ký Bạch Tuyết, nhờ anh bán giúp em. Thưa cả nhà, như vậy em có dám bán không ạ? Và có ai ở đây dám bán không ạ? Nếu cây của mình thì có khi mình còn dám bán, và mình nói chuyện với người ta là giá thị trường nó như này, bạn có bán được không? Đấy, hoặc là nếu mà giá hợp lý mình có thể mua lại được. Nhưng bạn ấy mua cây ở mãi đâu ấy, bây giờ đến để nhờ mình bán, đến nhờ mình mua, xong là không mua, không bán được cho bạn ấy. Thì bạn ấy nói rằng là các anh, bây giờ các anh ăn đủ rồi, các anh như nọ như kia, các anh không hỗ trợ người chơi mới.
ông mua ở tào lao đâu, ông mang về ông rồi bán cho tôi, ông rồi bán cho... Mà ông hỏi cây tôi cả chục lần ông không mua, đúng không ạ? Nên cho nên là nó là như thế, nó là như thế. Mua thì tham rẻ, đi mua Ngọc Sơn Cước 300.000 ví dụ chẳng hạn thế. Thì thưa cả nhà, đó là những câu chuyện ngày hôm nay. Nó cũng là một câu chuyện rất là nực cười, nhưng mà ngày hôm nay cũng lên đây để nói chuyện đấy cả nhà. Có thể là em nói chuyện cũng có những cái gì không hài lòng với rất nhiều những anh những chị ở đây, thì mong mọi người bỏ qua. Nhưng bản thân một con người thì không thể nào trọn vẹn được hết cả. Thế nên là có cái gì không phải là mong mọi người bỏ qua cho. Em cứ ở trong lòng có như nào là em nói như vậy. Bản chân em, thân em thì em cứ việc chăm cây thôi, cứ việc chia sẻ giống cho mọi người. Đấy, anh em đến thì em tiếp mọi người, anh em nói chuyện thì em nói chuyện với mọi người. Đấy, đúng rồi ạ. Thế nên là toàn lấy cây ở đâu đâu, đâu đầu đâu đâu, đến xong là như nọ như kia, xong là không mua cho là thành ra câu chuyện khác. Thế nên là em thì em chào 210 người đang xem ạ. Xin chào Lê Văn Thìn, chào anh Hải Nguyễn, chào 217 người đang xem. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Xin chào Linh Ken. Thế nên là làm sao mà cứ bình thường thôi. Em nói chuyện rất có duyên. Xin chào chị Nguyễn Hồng Duyên. Chào chủ tịch. Chào em. Em chào anh Bao Hoàng. Ok, thao thổ. Đấy, thế là câu chuyện của em là như vậy. Và cả nhà nếu có gì sai thì cả nhà bỏ qua cho em nhá. Cứ có gì nói là nói thôi, chứ có cái gì đâu mà phải. Bởi vì chúng ta lên đây là chúng ta muốn bóc tách ra, muốn xây dựng một thị trường nó bền vững hơn, muốn chúng ta phải đều hơn. Đấy. Còn về cuộc chơi thì lúc nào cũng vậy cả. Ai cũng khôn cả, không ai là không khôn cả. Nói thật với cả nhà, nhưng giờ đến tầm này mà cả nhà, tất cả chúng ta những người chơi lan đã dám bỏ ra tiền tỷ mà chơi lan thì không ai là ngu nữa cả. Không ai là ngu nữa cả. Chúng ta đều là những người chớp cái thời cơ rất là nhanh, nên là dù ai nói gì đi chăng nữa, đối với bản thân em, giờ này nó không quan trọng nữa, bằng cái cách mà chúng ta làm sao mà chúng ta chăm được cây, chúng ta giữ được giống của mình, chúng ta làm kinh tế nó ổn định, nó dần dần, em không cần giá cao đâu. Em chỉ cần cái giá nó trung bình thôi. Thế là được rồi. Ok, vậy hôm nay thì em cũng chỉ lên live như vậy thôi. Cũng chỉ mong là cả nhà là chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên, cùng vì cái sự ổn định chung của thị trường. Chúng ta như bản thân em thì em sẽ không có sân si lắm. Những cái gì bỏ qua được thì chúng ta bỏ qua, đúng không ạ? Và những cái gì nó không liên quan lắm, đặc biệt là những cái bài viết phản cảm, em nghĩ là chúng ta cũng không nên chia sẻ. Không nên chia sẻ. Không nên chia sẻ những cái bài viết phản cảm làm gì cả. Hay là những cái bài báo nó mang cái tính tiêu cực, những bài viết mang tính tiêu cực thì chúng ta cũng không nên chia sẻ làm gì cả. Bởi vì chúng ta chia sẻ một bài viết như vậy, vô hình chung chúng ta đang hại chính bản thân mình, đang phải đổ đi chính bát cơm của mình. Thế là em mong mọi người là cũng vì cái cộng đồng chung, chúng ta hãy chung tay vì một cái cộng đồng Hoa Lan Việt Nam làm sao được bền vững. Xin phép cả nhà, em xin phép xuống live. Xin chào cả nhà nhá. Bye bye ạ.